định kỳ từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam lại tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh. Phiên chợ sâm là nơi giới thiệu cây sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam, các sản phẩm có nguồn gốc từ sâm Ngọc Linh. Phiên chợ sâm đã dần trở thành thương hiệu độc đáo, nâng cao giá trị kinh tế văn hóa của cây sâm Ngọc Linh và tạo được ấn tượng tốt đẹp với du khách, người tiêu dùng trong và ngoài nước. Trên sườn núi Ngọc Linh, thuộc địa phận huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, nằm ở độ cao từ 1.500 đến 2.500 mét, là nơi sinh trưởng của một loài cây đặc hữu, đó là cây sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam. Sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam được xếp vào một trong 4 cây sâm quý nhất trên thế giới. Nhằm giới thiệu cây sâm và các sản phẩm sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam đến với người tiêu dùng, doanh nghiệp trong và ngoài nước, huyện Nam Trà My đã tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh vào 3 ngày đầu tháng dương lịch. Mỗi phiên chợ sâm Ngọc Linh thường thu hút khoảng 30 gian hàng của người dân và doanh nghiệp trồng sâm trên địa bàn huyện Nam Trà My, trưng bày và mua bán sâm cũ và các sản phẩm có nguồn gốc từ sâm Ngọc Linh. Bên cạnh sản phẩm chủ lực là sâm Ngọc Linh, các gian hàng còn bày bán các loại nông sản và cây dược liệu quý của địa phương như dạo cổ lam, đẳng sâm, đương quy, sa nhân, quế, chè dây, v.v. Trong phiên chợ sâm, du khách và người tiêu dùng sẽ được chứng kiến hội thi sâm. Đây là nét độc đáo để tôn vinh những người trồng sâm trên địa bàn, khích lệ họ tiếp tục phát triển cây sâm Ngọc Linh thành thương hiệu quốc gia và vươn tầm quốc tế. Căn cứ các tiêu chí về chất lượng, độ tuổi và hình dáng của sâm tự nhiên, ban tổ chức sẽ phân định và trao giải cho củ sâm tốt nhất, đẹp nhất, ấn tượng nhất. Đến với phiên chợ sâm Ngọc Linh, du khách còn được tham gia vào các chương trình văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng, ẩm thực, đặc biệt là tham gia tour du lịch đến các vườn sâm để tìm hiểu về quy trình trồng sâm của các doanh nghiệp và người dân dưới đỉnh Ngọc Linh. Nếu du khách đến với phiên chợ sâm vào khoảng tháng 8, tháng 9, sẽ được chứng kiến vẻ đẹp ngỡ ngàng của hoa sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam trước mùa thu hoạch và chuẩn bị ngủ đông. Phiên chợ sâm Ngọc Linh đã thực sự trở thành sự kiện văn hóa, du lịch và thương mại độc đáo chỉ có tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Khám phá phiên chợ sâm Ngọc Linh sẽ mang lại cho người tiêu dùng và du khách trải nghiệm thú vị về vùng đất dưới đỉnh Ngọc Linh cao trên 2.500 mét so với mặt nước biển.